Anh à, bây giờ mình đi đâu nữa anh? Đi đâu gì nữa? Uống xong đi về thôi. Ủa sao tự nhiên đi về vậy? Nè, cả tuần nay rồi em không về quê thì tuần này em phải về chứ. Thôi nhưng mà không về cũng được mà. Đúng là không về cũng được, nhưng nếu như em về quê mẹ em sẽ vui hơn. Sao tự nhiên anh cứ muốn em phải về quê hoài vậy? Sao trăng cái gì chứ, tụi mình ngày nào cũng gặp nhau mà. Em nên tranh thủ dành thời gian cho mẹ đi. Nhưng mà không về cũng có sao đâu, thôi không có về đâu. Nhà em ở đây muốn gặp anh nè. Gặp cái gì vậy? Nói thiệt nha, tụi mình ngày nào cũng gặp nhau á, biết vậy sẽ chán cho coi. Nhưng mà tại vì em sợ là không gặp anh á thì anh buồn, cho nên tranh thủ thời gian lúc nào em rảnh là em cũng muốn gặp anh hết đó. Ủa? Nhưng mà nghe anh nói vậy thì em cũng... Thiệt ra lâu lâu ông cũng có chút suy nghĩ là nếu mà ngày nào mình cũng gặp nhau, rồi đi ăn, đi uống cũng gặp, đi vô trường cũng gặp như vậy là đúng sẽ có ngày chán thiệt anh ha. Em không nghĩ vậy hả? Ừ. Nè. Dạ. Em mà nghĩ vậy á là anh yên tâm lắm rồi. Là sao? Nhưng mà có điều, có chuyện này anh ngại nói lắm. Anh nghĩ có lẽ thời gian gần đây mình gặp nhau nhiều quá, tao đâm ra chán chán nhau sao. Với lại em lúc nào em cũng... Anh ơi, anh à, có thiệt không anh? Những trò gì vậy, giỡn của em nữa, nháy mà lố gì đâu luôn á. Em cảm thấy là vui nhưng anh không hề cảm thấy vui. Đúng, lúc đầu là anh cảm thấy vui, nhưng càng ngày em cảm thấy nó sao sao á. Cái anh mới chợt nghĩ là ồ, có lẽ mình gặp nhau nhiều quá, rồi mình gọi điện nhiều quá, nên đâm ra mình chán nhau. Bây giờ anh nghĩ vậy đi, mình nên hạn chế gặp nhau lại, để một thời gian rồi mình hay gặp, rồi anh nghĩ sẽ tốt cho cả hai. Em thấy sao? Nếu mà anh nghĩ vậy thì được thôi. Em làm gì phải tính của thầy vậy? Dạ, em đang tư vấn tình yêu thầy ạ. Tư vấn tình yêu? Dạ. Thầy đi. Dạ. Để em tắt nè. Ây da. Dạ rồi. Ê. Thôi đi về. Dạ, ngày mai gặp thầy nha. Bye bye. Không gặp thì càng tốt nha con.
Làm sao mà không gặp được. Con đi thầy ơi. Yeah. Hôm nay sẽ thiếu gì ta? Thiếu gọi điện làm phiền. Mình nghĩ anh không có gì đâu. Chắc là anh giỡn thôi mà. Em hồn nhiên quá đó em gái à. Em cứ hồn nhiên đi rồi em sẽ bị điên. Chấp nhận thực tế đi cưng. Bỏ nó rồi kiếm thằng khác tốt hơn. Trên đời này thiếu gì đàn ông chứ. Anh ấy đang gọi cho mình, làm sao đây? Chỉ vì nghĩa vụ thôi. Mấy đứa như vậy tôi rành quá mà. Em cứ bắt máy đi. Cứ coi như là không có chuyện gì. Cũng đừng có tỏ thái độ với nó. Tin chị đi. Alo, em nghe nè anh Phúc. Em về gặp mẹ chưa? Sao không gọi cho anh? Em không có về đâu. Sao không về? Anh đã kêu em về rồi mà. Thì không về nữa. Nè, em cứng đầu quá đó nha. Chắc mẹ em trông em lắm á. Sao không về đi? Nhưng mà sao anh cứ bắt em về hoài vậy? Em nói là em không có về mà cứ bắt người ta về hoài à. Với lại á, nếu như á mà anh cảm thấy chán em thì thôi mình đừng có gặp nhau nữa. Em bực mình quá luôn rồi đó. Em nói gì vậy? Sao? Anh không thích hả? Không thích thì kệ anh đi. Nè, em hay khen anh á, đẹp trai á, dám rắc bít là bọn anh nghĩ là anh đẹp trai thiệt hả? Anh á, chỉ giống như là chí phèo thôi à. Hay gì hồi đó mày chửi anh. Bây giờ mình gặp nhau một chút đi. Anh muốn gặp em á. Sao rồi em? Em trả lời mau đi, tò mò quá. Nè, 8 giờ gặp ở công viên nha thì nở. Nhớ chưa?